Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống tham nhũng và tham nhũng quyền lực của Tổng Bí Thư Lợi bất cập hại Lâu nay, vấn đề tham nhũng trong bộ máy đảng và nhà nước của Việt Nam là một vấn đề rất nhức nhối Đang có những dấu hiệu mất kiểm soát tình hình Tình trạng quan chức, công chức, viên chức ăn không chờ một thứ gì của dân như lời Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan công khai phát biểu Nó là sự thật nhiều người cứ đổ lỗi tại sao và lý do từ đâu. Do lục lương không đủ sống, nhưng qua phiên tòa chuyến bay giải cứu đã cho thấy, để giảm nhẹ án, tất cả các quan tham khắc phục hậu quả nhanh như chớp. Như Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nộp lại tiền khắc phục hậu quả hàng chục tỷ đồng, 1,8 triệu đô la, vẫn còn dư 200.000 đô la và 146 cây vàng. Với mức lương của tướng Tuấn thì chỉ khoảng 15 triệu mỗi tháng thì không cần hỏi tiền đâu ra mà lắm thế và câu trả lời là do tham nhũng mà ra. Tư tưởng chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Tham nhũng không chỉ là hành vi ăn cắp tài sản nhà nước để mà trục lợi. Loại tham nhũng tệ hại nhất đó là tham nhũng quyền lực. Ví dụ lợi dụng quyền lực cá nhân để đưa người thân, bạn bè hay nhận tiền để đưa người có nhu cầu ngồi vào các vị trí dễ kiếm tiền nhiều quyền lực để mà trục lợi hình như vậy rõ ràng không trực tiếp lấy cắp tiền của nhà nước được gọi là tham nhũng quyền lực đây là điều phổ biến của các quan chức lãnh đạo việt nam hiện nay điều này rất khó bị phát hiện và cách thức tham nhũng thì muôn hình vạn trạng như lãnh đạo lạm dụng vận dụng một cách sai trái các quyền hợp pháp theo luật định hoặc điều lệ đảng tự cho mình mở rộng quyền lực nhằm thỏa mãn lợi ích bất hợp pháp, để mà thỏa loãn quyền lực nhằm duy trì quyền lực lâu dài hay để có quyền lực lớn hơn nữa. Đó chính là lý do vì sao trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước đã có rất nhiều cá nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhưng lại chiếm giữ nhiều cương vị, nhiều vị trí rất quan trọng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là điển hình về tham nhũng quyền lực. Mồm thế nói cương quyết không đưa vào ban chấp hành trung ương những người có biểu hiện tham nhũng. Vậy ai là người đã đưa bọn sâu dân mọt nước lên tới hàng chục ngàn người vào các ghế lãnh đạo thể hiện qua các nhiệm kỳ của công cuộc chống tham nhũng mà chính ông là người đứng đầu lãnh đạo và chịu trách nhiệm. Hỏi cũng là câu trả lời chuyện lớn và tài đình như thế kia ai cũng biết cả nói chuyện tham nhũng quyền lực nho nhỏ của Tổng Bí Thư để thấy rõ tầm càn. Ông Bùi Nhật Quang, Nguyên Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nêu một ví dụ nhỏ về con đường thăng quan tiến chức của ông quan trẻ Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung Đảng tuổi 46 kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, là người đỡ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dìu dắt. Được biết bùi nhật quang là con trai cố giáo sư bùi huy khoát là bạn cũ của ông tổng bí thư hội đồng lý luận trung ương khả năng thăng quan của bùi nhật quang theo đánh giá vào bộ chính trị là rất cao và có thể nắm vai trò lớn trong đảng vì có trình luận lý luận marxist giống như ông tổng bí thư vậy vì sao quang chẳng tài cán xuất sắc gì chẳng tư duy đột phá tạo gì mà lại vù vù thăng tiến đến như vậy rồi đùng một cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật Quang cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, khi đó mới lòi ra bao nhiêu tội trạng. Dẫn chứng thứ hai mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin về cuốn sách Cương quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó là một cuốn sách dày tới 526 trang, tổng hợp các bài nói, bài viết về công tác phòng chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều tác giả khác. Để chê sách của ông Tổng Bí thư mà không đọc là điều hàm hồ, như xem qua loa thì người viết thấy rằng cuốn sách nói về mục đích 40. Cụ thể để cán bộ không thể, không cần, không muốn và không dám tham nhũng. Trước hết, cuốn sách về chống tham nhũng của ông Tổng Trọng được phát hành trong bối cảnh công cuộc chống tham nhũng đã và đang thất bại vì nguyên nhân chống tham nhũng đã áp dụng sai sách từ vòng gửi xe. Đó là lý do ở Việt Nam càng chống tham nhũng thì càng tăng, càng nghiêm trọng hơn. Tuyên truyền cho cuốn sách của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Vậy tại sao khi chống tham nhũng đã sai sách không thành công mà ông Tổng Trọng vẫn cho in sách đến như vậy? Quan trọng sai ở chỗ khi đưa ra luận điểm để cán bộ không thể, không cần, không muốn và không dám tham nhũng thì lẽ ra Tổng Bí Thư phải thượng tôn vai trò của pháp luật. Điều mà ông Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh bằng câu rằng trăm điều phải có thần linh pháp quyền. Nghĩa là chống tham nhũng phải áp dụng biện pháp theo xu hướng chung của thế giới. Đó là thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia gián sát việc chống tham nhũng. Tổng Bí Thư là người điều hành cơ quan chống tham nhũng trung ương mà chưa chống tham nhũng đã lo là ta tự đánh ta, đánh chuột thì sợ vỡ bình, rồi cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm vân vân, rồi mới nhất đây, Bộ Chính trị lại ra thông báo kết luận số 20 TB TV ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật để cứu lãnh đạo tham nhũng. Như thế thì dứt khoát khẳng định không thể được bởi tổng trọng thì mồm nói chống tham nhũng không có vùng cấm như vậy lại mạng xã hội của tổng bí thư đã đầy rẫy vùng né ra đó là chưa kể trong cuốn sách đã thừa nhận tiền lương thu nhập không đủ sống vậy cán bộ không cần tham nhũng thì sống bằng gì về không muốn tham nhũng thì không dám tham nhũng nghĩa là họ sợ bởi đã sợ thì sẽ không dám tham nhũng nhưng trên thực tế kẻ tham nhũng cộng cán ngoài việc là kẻ có chức có quyền lại được chính ông Tổng Bí Thư là người đứng trên tất cả quyền lực trong đảng, dung túng, che chắn, thì việc gì phải sợ ai? Do đó, nhiều ý kiến cho rằng phát hành sách phòng chống tham nhũng chỉ là hình thức nhằm đánh bóng cho tên tuổi của ông Tổng Bí Thư mà thôi. Hơn nữa, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn được hưởng khoản nhận bút kích xù từ việc bán sách vì đố cơ quan nhà nước nào dám không mua sách của ông Tổng Bí Thư. Đấy là một trong muôn vàn bằng chứng về tham nhũng quyền lực của Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm Quý vị hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghị quyết lại quả cho thanh tra chính phủ một tiền lệ tham nhũng, chồng tham nhũng. Nhắc tới cơ quan thanh tra các cấp, các ngành tại Việt Nam, người Việt Nam sẽ liên tưởng đến công nói rằng thanh tra, thanh mẹ, thanh gì, cứ có phong bì thì nó thanh kiều. Câu ca vừa kể có hàm ý, các đoàn thanh tra lớn nhỏ, tất tần tật đều có thói quen vòi vĩnh hay tống tiền một cách hợp pháp mang danh của nhà nước. Cơ quan bị thanh tra thì cứ đưa phòng bỉ và đón tiếp thật là thịnh soạn là các cuộc thanh tra đều sẽ thành công tốt đẹp cho cả đôi bên cơ quan thanh tra cũng như cơ quan tổ chức bị thanh tra nó là thành một tiền lệ như vậy tại nhà nước tham nhũng ở Việt Nam thanh tra cái gì khi mà kết quả thanh tra ai cũng biết trước để rồi các sai phạm khuyết điểm sẽ được ghi trong kết luận thanh tra là có những sai sót không đáng kể cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục vân vân nói tóm lại công tác thanh tra của các vị cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thanh tra chính phủ được trích tới 30% số tiền thu hồi qua thanh tra. Theo tờ báo Thanh niên của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, tiếp tục phiên họp lần thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã tiến hành cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về việc quy định cho phép các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách của nhà nước. Đại diện của thanh tra chính phủ đề xuất được trích cứng tới 30% số tiền thu hồi được qua thanh tra trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách của nhà nước. Cụ thể, đối với số tiền nộp đến 100 tỷ đồng mỗi năm được trích thêm 20% với số nộp từ trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng mỗi năm được trích thêm 10% với số tiền nộp từ trên 200 tỷ đồng mỗi năm theo quy định đó các khoản tiền được trích theo đề xuất của thanh tra chính phủ sẽ bao gồm các thứ như sau bao gồm các khoản tiền thuộc ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt sử dụng không đúng quy định của nhà nước hoặc bị thất thoát do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra đã được thu hồi vào ngân sách của nhà nước các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế phí lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đã nộp vào ngân sách nhà nước. Các khoản chi ngân sách của nhà nước sai chế độ đã nộp lại vào ngân sách của nhà nước. Dư luận lập tức phản ứng số đông ý kiến của dân chúng cho thấy rằng những đề xuất của thanh tra chính phủ là không cần thiết, thiếu hậu quả và quan trọng nhất là không chống được tham nhũng. Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại phiên họp. Vẫn theo báo tờ báo thanh niên, trong báo cáo được Tổng thanh tra Chính phủ, Đoàn Hồng Phong trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 16 tháng 8 năm 2023 cho biết Giai đoạn 2018 cho đến 2022, các cơ quan thanh tra đã được trích hơn 1.900 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12% trên tổng số tiền thu hồi đã nộp vào ngân sách của nhà nước. Và nay với mức trích cứng là 30% như đề xuất, nếu thực hiện theo chính sách mới đề xuất thì kinh phí hàng năm trích cho các cơ quan thanh tra ước tính sẽ tăng thêm 45 tỷ đồng nữa. Có nghĩa là ngân sách nhà nước mất thêm hàng chục tỷ đồng. Đó là lý do vì sao dư luận không đồng tình và thấy rằng việc trích tiền thu hồi như thế là quá vô lý. Vì thứ nhất, thanh tra là công vụ, là trách nhiệm đương nhiên mà ngành thanh tra phải làm theo quy định. Chứ thanh tra không phải với mục đích để tăng thu nhập, để có tiền đem về chia nhau thứ hai đây là những khoản tiền cần thu hồi để nộp về cho ngân sách nhà nước theo trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện nay thanh tra chính phủ lại kể công coi đây là một thứ doanh thu của bộ máy quản lý điều này sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu cho việc quản lý nhà nước nghị quyết có không chống được thất thu ngân sách không chống được tham nhũng đó là chưa kể đến việc sẽ có rất nhiều nguy hiểm xảy ra khi cơ quan thanh tra chỉ biết chạy theo doanh thu để mà hưởng lợi nhuận và các đơn vị bị thanh tra sẽ rất khốn khổ trong việc đối phó. Bởi có thể xuất hiện tình trạng các đơn vị thanh tra có thể không cần căn cứ vào luật pháp và các quy định quản lý mà chỉ chăm chăm bới lông tìm vết nhằm tăng khoản thu hồi ngân sách để mà hưởng lợi. Toàn cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chuyên gia kinh tế tài chính ngân hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đã nói với tờ Thời báo.d với đề nghị ẩn danh như sau: nghị quyết đó là điều không hợp lý tất cả các khoản tiền mà thanh tra chính phủ thu hồi được từ tham nhũng phải nộp vào ngân sách của quốc gia chia chác phần trăm số tiền đó là điều không đúng bởi các cơ quan thanh tra họ thực thi công vụ và công vụ đó đã được nhà nước trả lương cho rồi nếu thực hiện theo dự thảo nghị quyết trên thì các cơ quan thanh tra sẽ biến thành các đơn vị kinh doanh trên công việc của chính họ được hợp pháp hóa bằng nghị quyết của Quốc hội chuẩn thuận, và hậu quả sẽ là công tác thanh tra sẽ không đúng thực chất, không công tâm. Và như thế, hoạt động thanh tra không còn là hoạt động của một nhà nước, mà là cách làm việc của các băng đảng, mafia. Tình trạng như thế sẽ đẻ ra tiền đệ là tham nhũng, chồng tham nhũng rất nguy hiểm. Theo đánh giá của giới chuyên gia ở Việt Nam, với tình trạng tham nhũng tràn lan, mất kiểm soát như hiện nay con số thất thoát tài sản, tiền bạc của ngân sách có thể lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Chỉ trong vụ án chuyến bay giải cứu và ký xét nghiệm Việt Á, ước trình có khoảng 8 ngàn tỷ đồng. Quan trọng là nếu thanh tra thu hồi được, sao không tính để mà trả lại cho nạn nhân, mà lại tính chuyện trích phần trăm để mà đem về chia nhau. Nếu thực sự là một nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì chắc chắn tư duy lãnh đạo thanh tra chính phủ sẽ không bao giờ tồn tại chuyện chia trác chỉ cần nghĩ moi ngân sách để chia nhau như thế cũng đã nhục nhã lắm rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bạn Thời báo chúng đê với bản tin Nghị quyết lại quả cho thanh tra chính phủ, một hình thức tham nhũng chồng tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.